Nói mình đây đẻ luôn rồi các bạn ơi, đẻ lúc 2 giờ đêm. Mẹ mình canh thì đỡ đẻ luôn rồi. Kết quả của nó nè, chín con lót ổ hết con rồi các bạn, còn 8 con. Sáu tám con nó đều đều lắm, 8 con nó đều mà nó có con nó bị dị tật cái giò này các bạn, đây nè, nó bị dị tật cái giò nè đó. Con mà có con nó bị gì tắt cái giò vậy đó các bạn, tắt hai cái luôn nha, hai cái giò luôn. Nó tắt món trên này tắt này thì cũng là do cái đột biến gen thôi các bạn, chứ không có gì đâu nha. Đột biến thôi, năm thở 10 thì năm khi 10 quả mình mới thấy một lần nha. Để hôm 2 giờ mình không có xuống mình ấy được, mình mẹ mình chừng như này rồi đỡ đẻ luôn. Mà có bài này thì lại nó bự gì, nhưng mà nó có hai con nó chưa có bú được nữa các bạn, chưa chịu bú nữa. Để hồi mình mua sữa rồi mình bơm vô, giặt sữa mình bơm vô. Mua sữa của heo con các bạn, với sữa mẹ mình dắt ra lúc nó xuống nắng á, mình bơm vô cho nó, tập cho nó em chích bơm trực tiếp luôn. Cái cưng không, đẻ xong rồi lại ăn uống rồi. Đi ra nhau hết các bạn. Con này giờ 6 giờ mấy sáng rồi. Chưa ra nhau hết. Hôm nay thì mấy anh em đang nằm nè. Bú ở ngoài nữa là 13 em. Vậy là hai bầy heo là được 21 em các bạn. Thì cũng là được. Muốn thì cũng không có. Cuối cùng được 21 chú. Cũng là mức trung bình này các bạn. Cũng ổn mà. Rồi thả ra ngoài, để vô đây cái thằng lồng hẹp quá, cái nó đè ở ngoài cho nó đem cái vú đầu cho nó mau lớn lên. Mm-hmm.
con này cho nó bú, cho con nó bú á. Thấy được 8 con nó đều hết luôn các bạn, nhưng mà đáng tiếc. Con này nó chưa bú nữa các bạn, gọn trắng này nè, trời ơi người ta. Nó đẻ xong mà nó ăn bình thường các bạn, cũng khỏe. Có 8 con 9 con mà 9 con mà lót ổ hết con này. Nếu con bên kia nó qua lại luôn các bạn, nó qua lại bình thường, nó qua lại nó lại nó bú cái con bên đây luôn. Con nó đi ở ngoài này nè.